Chào các Pioneer, chúc các bạn ngày mới tốt lành. P-Network vừa đạt được một thành công lớn khi nhận được sự ủng hộ từ hai ông lớn toàn cầu là Tesla và Amazon. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Hai gã khổng lồ trong ngành công nghiệp này đã bật đèn xanh cho Pi như một lựa chọn thanh toán, đánh dấu một bước tiến vượt bậc cho thế giới tiền điện tử. Ai đã mang đến cho chúng ta tin tức thay đổi cuộc chơi này? Đó là Race United, một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng pi đã chia sẻ thông tin về cột mốc quan trọng này và nhấn mạnh tiềm năng của nó trong việc định hình tương lai của tiền kỹ thuật số việc này gửi đi một thông điệp rõ ràng tiền điện tử không chỉ để đầu cơ mà còn có tiềm năng thực sự cho các giao dịch hàng ngày hãy thử nghĩ mà xem nếu tesla và amazon đã gia nhập bạn nghĩ công ty lớn nào sẽ là tiếp theo hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới và đừng quên theo dõi các video trước của tôi để cập nhật tất cả những phát triển mới nhất về P-Network. Điều đặc biệt ở đây là, sự ủng hộ của Tesla và Amazon có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong thế giới doanh nghiệp. Điều gì có thể ngăn cản các thương hiệu lớn khác tham gia vào phong trào này? Những công ty này đang gieo mầm cho sự chấp nhận rộng rãi hơn của tiền kỹ thuật số. Đặc biệt là những loại như Pi, dễ tiếp cận và ít tốn tài nguyên hơn. Đây là yếu tố then chốt không giống như các lựa chọn tốn nhiều năng lượng như Bitcoin và Ethereum, vốn gặp hạn chế trong việc sử dụng thực tế do vấn đề mở rộng và chi phí môi trường. Pi Network mang lại giải pháp dễ sử dụng, thân thiện với di động và được xây dựng cho thế giới thực. Vậy điều gì làm Pi Network nổi bật? Tất cả nằm ở phương pháp khai thác độc đáo của nó. Không giống như các loại tiền điện tử truyền thống đòi hỏi phần cứng đắt tiền và tiêu thụ nhiều năng lượng, Pi được khai thác trực tiếp từ điện thoại của bạn phương pháp thân thiện với người dùng này phá bỏ những rào cản lịch sử đã ngăn cản mọi người khai thác tiền điện tử và giờ đây hầu như bất kỳ ai có điện thoại thông minh cũng có thể tham gia vào thế giới tiền kỹ thuật số với cách tiếp cận này pi không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận tiền điện tử mà còn tạo ra một hệ sinh thái tài chính bao trùm hơn bằng cách áp dụng một mô hình mở với mọi người từ mọi nền tảng pi đang xây dựng một nền tảng đặc biệt một nền tảng chào đón tất cả mọi người không chỉ những người có khả năng mua sắm công nghệ cao cấp. Điều này mở ra những khả năng mới. Đặc biệt là ở các khu vực trên thế giới nơi dịch vụ ngân hàng bị hạn chế. Với Pi, những người không có quyền tiếp cận ngân hàng truyền thống cuối cùng cũng có thể tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số, cung cấp cho họ một cách mới để quản lý, tiết kiệm và chi tiêu tiền một cách dễ dàng như sử dụng tiền mặt. Sự phấn khích không dừng lại ở đó. Đối với những người tiên phong trong cộng đồng Pi, Tin tức về sự ủng hộ của Tesla và Amazon là một chiến thắng lớn. Hãy tưởng tượng những đồng pi mà bạn đã tích lũy trong nhiều năm, giờ đây có thể được sử dụng để mua sắm thực tế. Chúng ta đang nói về một hiện thực đang thay đổi, nơi những tài sản kỹ thuật số này không chỉ tích lũy trong tài khoản mà còn có giá trị thực sự để mua sắm. Các pi owner sắp tới sẽ có thể sử dụng pi cho mọi thứ, từ thực phẩm đến các thiết bị, biến nó thành một loại tiền tệ thực dụng thay vì chỉ là tài sản kỹ thuật số để sưu tầm. Hãy tưởng tượng sử dụng Pi tại nhiều nhà bán lẻ hơn theo thời gian, với mỗi nơi chấp nhận Pi Network sẽ tăng thêm giá trị và tính liên quan của nó. Với Tesla và Amazon tiên phong, cuộc chơi đang được thiết lập cho các công ty khác cân nhắc làm theo, biến Pi từ một thử nghiệm mới là thành một đồng tiền quen thuộc trong mọi gia đình. Con đường phía trước cho Pi Network trông sáng lạng hơn bao giờ hết sự ủng hộ của tesla và amazon là một khởi đầu đáng kinh ngạc nhưng có lẽ đây chỉ là điểm bắt đầu khi các ông lớn này thể hiện sự tin tưởng vào nền tảng các tên tuổi lớn khác có thể sẽ theo sau và khi có nhiều đối tác phát triển tầm ảnh hưởng và phạm vi của p network có thể mở rộng đáng kể chúng ta có thể sớm thấy p network trở thành một người dẫn đầu xu hướng chứng minh rằng không chỉ là tiền điện tử làm được gì cho các nhà đầu tư am hiểu công nghệ mà còn là những gì nó có thể mang lại cho mọi người trên toàn thế giới và các ứng dụng hàng ngày mang đến cho người dùng một cấp độ linh hoạt mới con đường phía trước của p network trông sáng sủa hơn bao giờ hết sự hỗ trợ từ tesla và amazon là một bước khởi đầu ấn tượng nhưng đây có thể chỉ là sự khởi đầu giờ đây khi những ông lớn này đã bày tỏ sự tin tưởng vào nền tảng các thương hiệu lớn khác cũng có khả năng sẽ tiếp bước cả thế giới tiền điện tử đang theo dõi sát sao và khi càng nhiều mối quan hệ hợp tác được phát triển tầm ảnh hưởng và phạm vi của p network có thể tăng lên đáng kể chúng ta có thể sớm chứng kiến p network trở thành người tiên phong xu hướng cho thấy không chỉ những gì mà tiền điện tử có thể làm cho các nhà đầu tư am hiểu công nghệ mà còn cả những gì nó có thể mang lại cho mọi người ở khắp mọi nơi khi p tiếp tục thu hút sự quan tâm nó có tiềm năng thiết lập một tiêu chuẩn mới cho các dự án tiền tệ kỹ thuật số bitcoin có thể là người tiên phong nhưng Pi có thể là nền tảng làm cho tiền điện tử thực sự trở nên dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Mô hình cộng đồng và sự liên kết với các thương hiệu lớn của Pi Network, định hình nó không chỉ là một loại tiền điện tử, mà còn là một chuẩn mực mới cho các dự án tập trung vào tính bền vững. Khả năng tiếp cận và sự hòa nhập, những giá trị có khả năng cộng hưởng khi nền kinh tế số phát triển. Đây là thời điểm không thể tốt hơn cho những ai muốn tham gia Pi Network khi có thêm nhiều thương hiệu đang xem xét lợi ích của tiền điện tử đây là một khoảnh khắc đầy hứng khởi để trở thành một phần của một phong trào có thể tái định nghĩa tài chính sự tập trung của p network vào phi tập trung hóa và trao quyền cho người dùng không chỉ là lời nói mà nó đang xây dựng nền tảng cho một cuộc cách mạng tài chính mới nếu p network tiếp tục phát triển mạnh mẽ có thể chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ nhắc đến nó cùng với bitcoin không phải là một đối thủ mà là một loại hình lãnh đạo khác giờ đây câu hỏi là liệu p network có thể trở thành nền tảng chủ chốt trong ngành công nghiệp tiền điện tử như cách mà Bitcoin đã trở thành loại tiền điện tử nguyên bản. Pi Network đang mở lối đi riêng với những ưu điểm độc đáo, khả năng tiếp cận dễ dàng, khai thác thân thiện với môi trường và giờ đây là sự ủng hộ từ các thương hiệu lớn. Còn quá sớm để khẳng định liệu Pi có thể trở nên có sức ảnh hưởng như Bitcoin, nhưng nền tảng đã được xây dựng. Với những phát triển mới đây, Pi Network đã cho thấy sự sẵn sàng cho sân chơi lớn và hành trình của nó có thể sẽ định nghĩa lại ý nghĩa của việc trở thành một loại tiền điện tử trong những năm tới. Khi Tesla và Amazon thúc đẩy P Network tiến lên, đây có thể chỉ là khởi đầu của một tương lai, nơi các loại tiền tệ kỹ thuật số như P trở nên phổ biến trong ví của chúng ta như thẻ tín dụng. Chúng ta đang chứng kiến sự tiến hóa của một phong trào tài chính mang lại sức mạnh cho từng cá nhân, đồng thời là một sự phát triển về công nghệ. Nếu P Network tiếp tục duy trì động lực này, chúng ta có thể sớm sống trong một thế giới nơi tiền điện tử không chỉ được chấp nhận mà còn được đón nhận mở ra một chương mới trong câu chuyện về tài chính đây thực sự là một cột mốc quan trọng cho p network nếu bạn thấy video này hữu ích đừng quên nhấn nút like chia sẻ với bạn bè của bạn và đăng ký kênh của tôi sự ủng hộ của bạn có ý nghĩa vô cùng lớn và giúp tôi tiếp tục mang đến những thông tin cập nhật mới và các hiểu biết về dự án p network lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất cập nhật thông tin và giải trí không phải là lời khuyên đầu tư tài chính bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của các chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư tài chính nào cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo